đẹp chưa? Nó xuống đi. Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt ở trên cái quần thể Tháp Chàm của tỉnh Bình Thuận. Nó cách cái khu du lịch Mũi Né chỉ tầm khoảng độ hơn một chục cây, chưa đến một chục cây. Và thưa các bạn, đêm hôm qua thì đoàn của chúng ta đã đến Mũi Né, Phan Thiết. Và đêm hôm qua thì tôi đã làm một động tác, đó là đưa rước các vong linh của người Chăm trên toàn tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận lên thiên để chuyển kiếp. Tôi xin nhắc lại là gồm hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Khi vào đến trong này thì cũng phải xin nói lại với các bạn điều này, đó là lịch sử đã qua đi. Có những lịch sử thì tôi cần khơi gợi lại, có những lịch sử thì nó sẽ là lịch sử và nó vẫn cứ là lịch sử và tôi tránh để nói đến. Cái này cũng phải nói sâu với các bạn một chút như thế này, vì bây giờ đất nước Đại Việt, Việt Nam ta là một thể thống nhất và lịch sử trước đó như thế nào thì hãy để cho mọi người tự nhìn nhận. Còn đối với chúng tôi, đối với chúng ta và đối với tôi bây giờ thì Việt Nam đang là một thể thống nhất và lịch sử đã qua đi, tất cả bây giờ là người dân của nước Việt Nam, cho nên Bình Thuận, Ninh Thuận cũng là một phần ruột thịt của nước Việt Nam, cho nên âm phần có chưa sạch thì chúng ta cũng sẽ phải làm sạch. Cho dù những cái vong linh ở trong khu vực trong này, tại vì ở khu vực phía trong này vào đến trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó trước đây đối với thời phong kiến thì nó không có những cái cuộc chiến chống ngoại xâm, nó ít có những cuộc chiến chống ngoại xâm và nó không có nhiều những cuộc nội chiến, cho nên vong linh thì ít, chỉ có nhiều là vong linh của nước Champa ngày xưa. Còn bây giờ thì chúng ta, tôi xin nhắc lại, Việt Nam đang là một thể thống nhất và mảnh đất Ninh Thuận, Bình Thuận này cũng là một mảnh đất ruột thịt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chúng ta cũng cần phải làm sạch để làm sạch cho âm phần của đất nước. Và việc này thì tôi đã làm tối hôm qua, còn lại vì nó có cái tính chất văn hóa, tính chất tín ngưỡng của hai dân tộc. Bây giờ dân tộc ở đây, tôi nói ý của tôi dân tộc ở đây đó là dân tộc Chăm và dân tộc Kinh, chứ không phải là hai nước, mà đây gọi là hai dân tộc thì nó có hai cái sắc thái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Thì cái hành động đó thì tôi sẽ không quay lên và tôi chỉ báo cáo với các bạn cái việc của chúng ta đã làm. Và tôi cũng xin chúc mừng nhân dân hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, âm phần của hai tỉnh đã sạch sẽ. Và thưa các bạn, hãy khi tôi vào đây làm cái này thì tôi đến những cái địa điểm tâm linh cũng như là để giới thiệu về cái du lịch tâm linh và các cái địa điểm du lịch của các tỉnh. Vậy thì đối với Bình Thuận này thì xin mời các bạn hãy đến du lịch Bình Thuận một lần để chúng ta tham quan cái khu quần thể Tháp Chàm cũng như là tham quan và du lịch cái bờ biển Mũi Né. Nó là một trong những bờ biển rất là đẹp và du khách nước ngoài đến đây rất là đông. Mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau tham quan cái di tích lịch sử, di tích của Tháp Chàm ngày xưa. Mời các bạn theo tôi. Thưa các bạn, trước đây đây là một quần thể Tháp Chàm, nhưng bây giờ thì sau thời gian, sau những biến cố lịch sử, sau những cái biến động của lịch sử thì bây giờ cái quần thể Tháp Chàm ở Ninh Thuận nó chỉ còn lại hai cái đền, một cái đền chính và một cái đền phụ. Cái đền chúng ta đang trước mặt chúng ta đó là đền chính. Kiến trúc thì vẫn là như thế, tôi cũng không muốn nói nhiều đến cái này. Và thực ra thì văn hóa Chăm cũng như kiến trúc
của tháp Chàm tôi cũng không tìm hiểu kỹ và tôi cũng không biết nhiều về cái kiến trúc. Tổng thể thì kiến trúc của tháp Chàm là cái hệ thống gạch và mái rất là cao và to. Thế còn lại ở trong mỗi một tháp thì nó có một cái lòng của tháp và bên trong là thờ cúng các cái vị thần ở đây theo cái dân tộc tộc Champa xưa. Và bây giờ thì đối với người dân tộc Kinh thì đây cũng là một cái địa điểm tâm linh mà mọi người cũng hay tìm đến, không chỉ của dân tộc tộc Champa ngày xưa mà bây giờ đối với người dân tộc Kinh chúng ta, cả nước chúng ta cũng đều đến đây để tham quan cũng như là lễ các cái vị thánh ở đây. Thưa các bạn, việc của chúng ta ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã xong và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang Lâm Đồng và Đồng Nai cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ quay ra để làm lễ ở ngoài điện và kết thúc chuyến đi làm mảng gia tiên lần một. Sau đó tôi sẽ khi quay ra Hà Nội để làm lễ xong thì vợ chồng thầy trò lúc đó sẽ quay vào thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra ngoài và làm cho các gia đình mà tôi đã lên lịch ở các tỉnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.